Chào mừng các bạn đến với kênh Sáng Tạo Com. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá nhé. Nó là khui hộp đi. Một sản phẩm cho các bạn mà chuyên gia yêu khoa học, tìm tòi vọc vạch các thứ đấy. Hoặc là các bạn nhỏ cũng được. Nó là một con kính hiển vi điện tử anh em ạ. Độ phóng đại của nó có thể lên đến 2000x. Có một màn hình 7 inch. Đây mấy cái thông số của nó đây này. Màn hình 7 inch này. HD 1200 MP. Độ phóng đại 2000x. Nó có hai ống kính, có một ống kính là độ phóng đại 500x này, một cái ống kính thứ hai là độ phóng đại 2000x ấy. Dung lượng pin là 2600 mAh. Nó có thêm những cái đèn ở xung quanh cho anh em nữa. Có thể chụp ảnh và quay phim, có hỗ trợ thẻ nhớ. Đây, thông số qua lại này, cái này chiều rộng, chiều dài các thứ thì nó chả còn gì nữa cả. Các bạn có thể dùng nó để soi những côn trùng các thứ, soi mạch điện tử này. Đây, cái này là soi kho báu kim cương à. Gọi là soi trang sức đúng không nhầm, soi tiền này, soi vi khuẩn virus các thứ đấy. Rồi mình sẽ mở nó ra nhá, test thử để cho mấy đứa bé như mình nó nghịch nhá, nó cũng đang hóng suốt rồi. Đây nha, tất cả cái này là phụ kiện của nó theo hộp đấy. Nó sẽ có cho ra hai cáp sạc micro USB này, một cái chân đế để điều chỉnh các thứ luôn. Cái này là để lên xuống. Đây cái cỡ của nó này, khi các bạn mà dùng cái len 2 á, thì chúng ta có thể điều chỉnh ở cái khoảng này. Cái len 1 thì ở cái khoảng này là cái tiêu cự của nó chuẩn nhất luôn. Cái này để chúng ta kẹp mẫu vật. Cái khăn để lau len này. Đây, cái này là cái len 2. Nó có led luôn. Hai cái tiếp điểm này là để cung cấp điện cho đèn led này. Cái len 1 nó đã gắn vô đây rồi. Đây là màn hình 7 inch. Nó có hỗ trợ cổng HDMI không có thì phải, nó đã bịt đây rồi. Có nút jack này, cổng USB và cổng micro USB này. Thẻ nhớ, đèn led. Đằng sau này là viên pin 18650, dung lượng 2600 mAh. Anh em có thể thay pin vào tha hồ luôn nên không sợ hết pin. Đây, cái màn hình 7 inch của nó sẽ có nút bật tắt, phím menu lên xuống OK, phím back và phím chụp ảnh quay phim đấy. Bên này sẽ là điều chỉnh zoom phóng đấy. Cái này là độ sáng của đèn thì phải. Thêm một cổng jack 3.5. Hết rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ lắp test cho anh em nhá. Ở đây nó có hai cái núm này để chúng ta khóa lại. Mỗi cái ốc này nó sẽ có một cái cao su ở đây. Tháo cái len này cũng dễ anh em ạ. Các bạn chỉ cần vặn ngược chiều kim đồng hồ thôi. Đó là ra. Cái này là có số 1 2 đấy. Cắm vô. Các bạn cứ quay quay này, nó vào cái khớp nó ngay bây giờ đấy. Đấy, vào khớp nó ấn mạnh vào, bạn. Xong. Mình sẽ test thử cái len 1 đó nhá. Len 1 của nó là độ zoom 5 à, độ phóng đại 500x. Đây, cắm vô đây. Bạn chặt vào là xong. Mình sẽ đi kiếm các côn trùng các thứ để test cho anh em xem. Đây nha bạn. Nó cho ta một cái mẫu vật nữa. À hai cái, nãy quên không nhìn thấy. Một cái là biểu bì của củ hành ấy. Là cái lớp vỏ. Một cái là cánh ong mật. Cái này tí cho vào kính hiển vi nhìn mới rõ nhá. Đây em ạ, nó sẽ có nút nguồn này. Giữ tầm 3 giây để bật lên. Rồi, nó đang báo là xin vui lòng gắn thẻ SD vô, à thẻ thẻ nhớ đấy. Ở đây nó sẽ có nút menu này. Rồi, ở trong menu này nó sẽ có view finder, là chúng ta có thể chọn những cái hình chia ngang dọc này ở trên cái màn hình ấy. Đây mình sẽ thử cho anh em xem. Đúng một OK này. Đây là không này, chọn green hoặc close, mình sẽ thử chọn green này cho anh em xem nhá. OK này. Rồi, bật lại.
Đó, nó sẽ chia ra thành 9 ô. Từ cái cờ đốt này. Đấy, nó sẽ là có tâm ở đây. Em nhìn thấy không? Rồi. Mình sẽ để bỏ cái này đi được, không cần cái này. Nó có chọn chất lượng của hình ảnh này. Nó sẽ có 12 MP, 8, 5, 1 MP và VGA. Có chọn là ngày giờ trên ảnh khi anh em chụp ấy. Bấm menu một lần nữa nó sẽ sang là ánh sáng màn hình này. Rồi mình đang để mark 5. Nó có tự động tắt nguồn. Nó có 3 phút, 5 phút, 10 phút hoặc là không tắt này. Có ngôn ngữ. Đây, nó đủ thứ tiếng linh tinh nhưng mà lại thiếu tiếng Việt Nam. Tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Nha các thể loại gì đây? Italy này, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc gì nhưng mà lại thiếu một tiếng Anh anh em ạ. À nhầm, thiếu một tiếng Việt. Có cài ngày tháng này, có chế độ USB này, có format thẻ nhớ này, có về cài đặt về mặc định này, khu mặc định nhé. Và có phiên bản của nó là V1.0 2 mùng 9 tháng 10 năm 2020. Đó, hết rồi anh em ạ. Cái này cũng hết cái để cài đặt này, nó cũng đơn giản chả có gì cả. Ở đây nha, nó sẽ có một cái cho anh em là feedback ra ngoài ạ. Đây. Anh em bấm chữ OK này, nó sẽ lật ngược cái hình ảnh lại, ví dụ như đang là right này là phải nhá. Bấm OK, nó sẽ lộn ngược lại đấy anh em thấy không? Cái chữ đỏ lộn ngược về hướng kia. Đấy. Rồi. Chỗ này là tăng chỉnh độ sáng của đèn LED. Đây. Đó, bây giờ mình đang sáng nhất này. Tối dần này. Cái này là zoom, nó có zoom là mình để tối nhất mất rồi. Rồi sáng lên. 1x này. 1,5 hoặc là 3x. Thế rồi. Rồi nhá, mình sẽ đi kiếm cái thứ linh tinh để test cho anh em xem nhá. Bây giờ mình sẽ thử hai cái mẫu này. Một mẫu là biểu bì củ hành này, một là cánh của ong mật người ta cho mình nhá. Mình chỉ tắt bớt bóng điện cho đỡ bóng thôi. Đó, đây là cái mẫu biểu bì củ hành này. Anh em thấy không? Nó nhỏ xíu mà nó phóng to lên như vậy. Bây giờ sẽ thử cái mẫu cánh ong mật nha. Anh em thấy to không? Kinh thật, mình sẽ đi kiếm những con gì nhỏ nhỏ test cho anh em xem. Đây, mình có kiếm được những cái con côn trùng nhỏ xíu này nhá. Ui, anh em thấy kinh không? Cái con bé xíu đấy mà lên nó to thế này cơ. Đây cánh của nó đây này. Dâu luôn. Chân này. Mình sẽ đổi con khác nha. Đấy, cái này chỉ là cái ống kính 500x thôi đấy. Con gì nó có cái râu 7 màu ta?
Ui, kinh thật. Ngồi xem cái này có hết ngày anh em ạ. Thôi mình sẽ thử cái mạch điện tử cho anh em ngó tí nhá. Cái này anh em nào mà có con cháu học tiểu học, học cấp 2 á, đang em yêu khoa học các thứ á, cho anh em nghịch cái này, à mấy cháu nghịch cái này thì đúng bài. Rồi, bây giờ mình sẽ soi mạch điện thoại cho anh em ngó tí nhá. Đây là những cái con tụ này, con trở nó nhỏ xíu như này nhá. Anh em thấy không? Lên thì nó to như vậy luôn. Rồi, chân mạch nhà đường mạch này, tụ này, nhìn rõ như kiểu là bằng ngón tay út của mình luôn này. Rồi, bây giờ mình sẽ thay cái ống kính số 2 này vô nhá, là zoom 2000x để tìm cái gì như kiểu là nước có những côn trùng con trước mình test cho anh em xem. Đây, mình có xuống dưới ruộng lấy một tí nước này. Thay cái ống kính 2000x nhá để thử xem nó có thấy cái con gì ở trong này không. Ui con gì anh em này. Ui con sán nó bò này. Ui. Không phải con gì á. Ui kinh nhật này. Con gì đó. Ui, anh em thấy kinh không? Thật, mình sẽ bỏ nó nha, lấy cái nước khác để thử xem. Ủa trong này toàn vi khuẩn anh em ạ, những gọi virus gì kinh thật này. Anh em thấy bỏ nhung nhằng cho nước không? Chứng tỏ là cái nước dưới ruộng rất là bẩn anh em nhé. Thôi hôm nay không nghịch nữa anh em ạ, nghịch cái này có hết ngày mất. Thôi em lại anh em giờ sau nhá.